Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Hôm nay Trâm sẽ làm món chân gà. Các bạn xem đây là chân gà nè. Chân gà ngâm với lại nước mắm chua ngọt, tỏi, hành, chanh hoặc là tắc và xả, ớt. Thì đây là một ký chân gà mà Trâm mua được như vậy nè. Nhưng mà hôm nay Trâm chỉ làm phần nửa thôi. Còn phần nửa lại Trâm sẽ trộn, Trâm làm gỏi gỏi xoài. Bây giờ Trâm đem chân gà đi rửa cùng với lại rượu trắng nha các bạn, và gừng. Còn nếu không á, thì các bạn có thể dùng muối và nước ấm mình rửa cho nó sạch cái chân gà để cho nó không có bị hôi. Nguyên liệu để mà Trâm làm cái nước sốt Trâm bỏ vào trong ngâm chân gà thì đây là nước mắm ngon một chén và một chén nhỏ đường. Thì trong đó sẽ có gừng, hành tím, tỏi, tắc và sả nha, và ớt. Nếu mà các bạn nào mà ăn ớt nhiều được á, thì mình bỏ ớt thật là nhiều, còn không được thì bỏ ít thôi nha, nó cay lắm á. Bây giờ Trâm cân đường để bỏ vào trong nước mắm nha. Trâm sẽ bỏ vào trong đó là 60g đường nha. Sau khi rửa chân gà sạch với lại nước rượu gừng á các bạn, thì Trâm sẽ cắt cái móng, các bạn coi, móng gà nè, nó rất là nhọn ha, thì mình sẽ cắt nó bỏ đi. Cắt nó ngắn như vậy nha. Hôm nay Trâm sẽ luộc chân gà bằng nồi áp suất nha các bạn. Trâm đổ nước vô nè. Nước thì Trâm sẽ bỏ vào trong đây một muỗng cà phê muối, và trong đó nữa Trâm sẽ nặn một chút xíu chanh nha, để cho nó mau mềm và nó cũng thơm, nó cũng làm trắng cái chân gà đó các bạn. Trâm bỏ vào trong đây một miếng luôn, miếng chanh. Rồi Trâm đợi nó sôi rồi Trâm sẽ đậy nắp lại và Trâm sẽ luộc khoảng 10 phút thôi. Bởi vì Trâm nấu bằng nồi áp suất. Còn nếu mà các bạn dùng nồi bình thường á, thì các bạn luộc khoảng 20 đến 25 phút nha. Bây giờ Trâm sẽ nấu nước mắm nha các bạn. Mình sẽ làm nước mắm mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Thì Trâm sẽ lấy một chén nước mắm. Đó, Trâm đâm cho các bạn xem nè. Là 1/2 cup là 125ml nước mắm. Em bỏ ra một chén đường nha. Chén đường mà hồi nãy mình đã cân 90g nha các bạn. Sau đó Trâm lấy nửa lít nước. Và 30ml giấm. Sau khi mà Trâm nêm nước mắm á, thì Trâm thấy cái độ mặn á, nó chưa đủ, cho nên Trâm lấy một muỗng cà phê muối Trâm bỏ vào. Trâm khuấy lên để cho nó tan cái hỗn hợp này. Sau khi mà nước mắm nó thật là sôi như vậy nè các bạn, thì Trâm bỏ thêm một chút xíu đường phèn nữa cho nó thơm. Nó ngọt rất là dịu nha các bạn. Rồi các bạn nhớ nêm theo khẩu vị cho hợp với lại gia đình của mình nha. Rồi bây giờ Trâm để cho cái hỗn hợp này thật là nguội nè, nước mắm thật là nguội nha. Khi mà trong lúc gà luộc á các bạn, chân gà mình luộc thì mình chuẩn bị một miếng nước đá như vậy nha. Mình đổ vô. Để khi mà mình luộc xong chân gà, mình sẽ bỏ chân gà vào trong cái nước đá này, thì chân gà đó nó sẽ giòn.
ngoài giòn ra các bạn biết không, chân gà nó còn trắng nữa. Chân gà Trâm đã luộc ra như vậy nè các bạn, rất là thơm luôn á. Trâm sẽ bỏ nè, mình lấy chân gà bỏ thẳng vào trong cái thau nước đá nè. Sau khi mà Trâm bỏ vào trong thau nước đá đó các bạn, thì một là các bạn có tủ lạnh á, đủ chỗ á, thì mình bỏ vào. Hiện nay thì bên Trâm á, ở ngoài ban công á, nhiệt độ nó khoảng tầm 4-5 độ C, cho nên nó rất là lạnh, Trâm mang ra ban công Trâm để nha. Còn nếu các bạn không ở xứ nóng á, thì các bạn lấy cái này bạn bỏ vào trong tủ lạnh cho nó lạnh. Trâm ngâm chân gà trong nước đá lạnh này khoảng 5 phút rồi sau đó mình vớt ra để rau. Và Trâm sẽ ngâm chân gà ở trong cái hũ này nha các bạn. Nếu mà các bạn làm ít hoặc nhiều thì các bạn chọn một cái hũ theo sở thích của các bạn. Và cũng có thể dùng những cái loại hũ sành sứ cũng được nha. Bây giờ trước khi mà Trâm sử dụng á, thì Trâm sẽ trụng nó qua nước sôi nha các bạn. Để tránh, tại vì mình cái món này mình sẽ để lâu mình ăn á, thì mình sẽ trụng nó nước sôi như vậy nè. Mình nấu nước sôi ha, mình đổ mình trụng nó. Nóng lắm. Rồi sau đó mình sẽ để cho nó ráo nha. Trâm chuẩn bị các gia vị để mà mình ướp chung với lại nước mắm nha. Thì đây nè, nó có như vậy các bạn ha. Tỏi nè, hành tím nè, tắc nè, gừng và một ít lá chanh hoặc là lá tắc hoặc là lá cam đều được nha các bạn. Và sả. Bây giờ sả thì Trâm sẽ cắt nhuyễn nó ra như vậy ha. Còn nếu mà ở Việt Nam á, các bạn có cái bàng bào á các bạn, thì mình bó một bó lại như vậy nè. Rồi mình sẽ bào ha, mình bào như vậy. Còn đây Trâm không có cái bàng bào kiểu đó cho nên bây giờ Trâm phải cắt tay thôi. Còn tỏi thì mình sẽ cắt lát như vậy nha. Hành tím, Trâm cũng cắt lát như vậy. Nhưng mà mình không có cắt thật là mỏng nha các bạn, mình cắt vừa vừa thôi. Gừng, Trâm sẽ cắt cũng cắt lát nha. Các bạn có thể sử dụng lá tắc, lá chanh hay là lá cam đều được. Ớt hiểm thì các bạn nhớ khi cắt ớt mình đeo bao tay vào nha các bạn. Bởi vì ớt hiểm á, nó rất là cay, nó mà dính vào trong tay của mình á, chút nữa mình có rửa thì nó cũng không có hết. Rồi mình lỡ mà mình dụi vào mắt thì nó sẽ rất là cay mắt luôn. Gà sau mà khi Trâm ngâm xong với nước lạnh đó các bạn, thì Trâm để vào trong rổ cho nó ráo như vậy nha các bạn. Trâm lấy cái khăn giấy làm bếp của mình á, mình chấm cho nó một chút xíu cho nó ráo khô nha. Còn nếu không thì các bạn để cho nó ráo một tí, mình đem vô trong tủ lạnh mình để cho nó lạnh luôn nha. Nước mắm mình đã để thật là nguội rồi nè các bạn, mình đổ vô đây nha. Mình sẽ để bỏ vào trong đây chân gà mà hồi nãy mình cũng đã để cho nó khô ráo rồi đó các bạn. Mình bỏ vào ha. Và trong cái nước này Trâm cũng sẽ bỏ hết mấy cái này vào nha. Sả nè, tỏi nè, hành tím nè, chanh nè, tắc nè,
gừng nè, ớt nè, lá, lá tắc hoặc là lá chanh ha. Mình trộn đều lên nha các bạn. Vậy là mình đã xong. Mình mang cái này hoặc là bạn bỏ vô trong cái hũ, cái keo, hũ keo hồi nãy mình đã lau rồi đó. Chút nữa mình sẽ bỏ vào trong đó, sau đó mình bỏ vào trong tủ lạnh khoảng một ngày cho nó thấm cái gia vị vào trong cái chân gà thì mình ăn được rồi đó các bạn. Trong cái sốt nước mắm này nè các bạn, coi như là đủ tất cả mùi vị luôn đó các bạn. Châm thử cái miếng sốt nè. Cay nè, chua nè, mặn nè, ngọt nè, đủ tất cả các gia vị ở trong đây hết các bạn. Cho nên nếu mà các bạn vào những dịp Tết đó, mình mà ăn thịt nhiều quá rồi á, thịt kho đó, thì mình có thể làm một cái hũ này nè, để mà mình ăn, cũng là một phương pháp để mà mình đỡ ngán thịt đó. Hoặc là các bạn có thể dùng lỗ tai heo, mình ướp thay thế cho chân chân gà cũng được nữa. Bây giờ Trâm sẽ đổ vào trong hũ, Trâm sắp vào trong hũ nha. Mình đè nó xuống nha. Bây giờ thì mình lấy cái hũ này mình đem đi vô trong tủ lạnh mình cất nha. Một ngày, Trâm nghĩ là nó sẽ thấm nước vào trong cái chân gà ăn rất là ngon. Rồi Trâm sẽ lấy ra, Trâm sẽ ăn thử cho mọi người coi nha. Trâm mới lấy từ tủ lạnh ra nè các bạn. Bây giờ Trâm sẽ lấy ra. Trâm đã để được một qua một đêm rồi đó. Là mình để khoảng 12 đến 24 tiếng rồi đó các bạn ha. Bây giờ Trâm lấy chân nè. Bạn coi nó thấm rồi nè. Trâm thấy là mình để đến ngày thứ hai thì chân gà nó thấm ngon hơn đó các bạn. Khi mà lấy ra các bạn lấy luôn một ít củ hành nè, tỏi nè, với gừng nè, để khi mà mình ăn á, mình cắn chung á, ăn rất là ngon luôn. Tại vì nó cũng đã thấm gia vị ở trong đây luôn rồi nè. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, rất là ngon. Đây cũng là một giải pháp mà nếu vào dịp Tết á, mình có thể làm để ăn đỡ ngán hơn là mình ăn thịt không đó các bạn. Trâm mến chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.